Dĩ Bãi Cà Phê xin kính chào quý khách. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 16 tháng 5 đến 30 tháng 5, cà phê sẽ free từ 6 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ sáng. Mời quý khách ghé lại uống cà phê, ăn sáng, ăn trưa trước khi đi làm tại Dĩ Vãn Cà Phê 2455 Avin Avenue, cà phê Quỳnh Hương cũ. Tôi đã làm việc với văn phòng biện lý để biến hạt Santa Clara thành một mô hình kiểu mẫu trên toàn quốc về việc truy lùng những kẻ xâm hại tình dục. Qua việc nhanh chóng dùng DNA để điều tra, làm việc trực tiếp với cảnh sát và lãnh đạo cộng đồng, tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau giúp San Jose trở thành thành phố lớn, an toàn nhất một lần nữa. Nguyễn Xuân Anh xin trân trọng chào quý vị và chúng ta có dịp gặp gỡ lại anh Ngô Kỷ từ Little Sài Gòn, miền Nam California. Trân trọng chào Ngô Kỷ, thưa anh. Vâng, Ngô Kỷ từ Little Sài Gòn, thủ đô tị nạn. Xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và kính chào quý đồng hương tại Bắc Cali. Cảm ơn Ngô Kỷ. Thưa quý vị, chúng ta có chương trình với Ngô Kỷ hàng tuần với tựa đề Buôn Xa Có Gì Lạ Không Anh. Thì Nam nghe như thế này, Long Phong Lanh Phanh, muốn hỏi anh cho rõ chút xíu là sau khi cái tượng đài tái chiếm của thầy Quang Trị đã đưa lên San Jose thì Nam California cũng đã có một cái nỗ lực khác để làm một tượng đài khác cho Nam California. Và cái sự việc đó giờ này đến đâu rồi, thưa anh? Vâng, thưa anh Nguyễn Xuân Nam đã nêu là một vấn đề mà nó không có vui lắm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chia sẻ cho quý đồng hương biết. Tại vì cái chuyện này nó không phải là vấn đề của Nam Cali hay Bắc Cali hay tại Hoa Kỳ, mà vấn đề này của tất cả người Việt Nam, ngay cả tại hải ngoại lẫn quốc nội. Tại vì khi mà nói đến cái tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị là nó nói một cái lịch sử oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm của thành Quảng Trị sau những ngày mà Cộng sản Bắc Việt đã xâm chiếm vào miền Nam, đã tấn công Quảng Trị và nó đã cầm giữ cái cổ thành đó trong một thời gian rất là lâu, và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tái chiến lại. Do đó nó có tầm mức rất là quan trọng về lịch sử. Thưa quý vị, thì quý vị cũng không quên là tại Bắc Cali năm ngoái đã có một cái buổi lễ khánh thành để an vị tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị, đưa từ ở Nam Cali tại Little Sài Gòn lên để mà dựng tại đó, với lý do là lẽ ra là cái tượng đài tái chiến Quảng Trị đó dựng tại công viên Freedom Park, tức tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, ngay bên thành phố Westminster tòa thị chính. Tuy nhiên, vì những cái động cơ chính trị, những cái gấu ó, những cái tranh chấp quyền lực mà lãnh đạo bởi bà Kim Bi Hồ, ông nghị viên Tài Đỗ và ông nghị viên Carlos Mazo, là ba người nghị viên đã muốn tạo nên một thế lực. Tại vì họ có được ba người nghị viên, tất nhiên họ nắm đa số trong hội đồng thành phố, gồm có năm người. Bên đối lập là ông thị trưởng Tạ Đức Trí và ông Nguyễn Mạnh Chí là nghị viên. Mà bên này là có ba người gọi là Tom Shane đó, tôi gọi là Tom Nhân Bang đó, là nghị viên Kim Hồ, nghị viên Tài Đỗ và nghị viên Carlos Menzo là người Mỹ. Do đó khi mà họ có một số phiếu đa số 3-2 như vậy đó, họ khuynh lát những các hoạt động tại thành phố này. Và cái điều mà tồi bại và nó tệ hại nhất là họ đã hủy bỏ cái giao kết, cái luật lệ mà họ đã đồng ý để cho có ủy ban xây dựng tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị do ông luật sư Trần Thái Vang, anh Quỳnh Lương Thiện và 12 người trong thành viên để mà xây dựng cái tượng đài đó. Và theo sự cam kết thì sẽ được dựng cái tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị đó trong ngay cái công viên Việt Mỹ, một cái đặc công của thành phố Washington. Nhưng khi mà ủy ban xây dựng tượng đài tái chiến của thành Trị làm ra cái tượng đài rồi, chỉ cần để mà lễ khánh thành để dựng cái tượng đài ngay công viên đó, thì bà Kim Hồ và ông Tài Đỗ và ông Cặc Lomazo đã hội họp lại và đã ký một cái quyết định là đuổi không cho xây dựng cái tượng đài tái chiến của thành Trị tại
thành phố Webster. Chính vì vậy mà ủy ban đã dời cái tượng đài đó đưa lên San Jose để khánh thành trong cái vườn văn hóa của San Jose của Việt Nam. Thì thưa anh, rồi để vì phản ứng của đồng bào, vì phản đối của đồng bào đồng hương tại đây thấy có hành động phi lý, thì phe Tam Nhân Bang, Kim Hồ, Đại Đỗ và Cật Lơ Smezo mới đứng ra để mà thành lập một cái ủy ban khác để mà xây cái tượng đài tái chiến của thành quốc trị. Một cái thứ hai, dù rằng cái thứ nhất họ đã đuổi đi rồi, nhưng họ muốn xây cái thứ hai. Thì trong thời gian đó họ họp hội, họ bổ nhiệm một số nhân sự đặc biệt, một số lính tráng một thuộc phe họ nằm trong ủy ban để lo làm một tượng đài thứ hai. Thì họ tổ chức gây quỹ kiếm tiền này nọ đủ thứ trong mấy tháng này. Nhưng một cái ói âm thay á, là khi mà ra hội đồng thành phố để mà tìm cái chỗ để làm đặt cái tượng đài mới đó, tượng đài thứ hai đó, thì bà Kim Bồ bị ông Carlos Neso là phe của bà đó, ông mễ nghị viên đó, bỏ phiếu no, không được dựng cái tượng đài tái chiến của thành quân trị trong bất cứ cái miếng đất nào của thành phố Westminster, nghĩa là không được để trên đất trong, mà muốn dựng đó phải mua đất tư rồi nhà cửa có ai rồi để cái tượng đó thôi. Cái điều nói này nói là cái gì, nói rằng rõ ràng là bà Kim Hồ, ông Tài Đỗ và Carlos Mezo đã đẩy cộng đồng vào một cái sự thất bại và một cái sự thiệt thòi. Từ xưa đến nay cộng đồng Việt Nam làm bao nhiêu cái tượng đài với tượng đài đài, tượng đài Việt Mỹ, tượng đài Hoàng Sa, tượng đài tưởng niệm Nam Bị Tướng Lãnh và nhiều tượng đài khác thì được đặt trên cái đất của thành phố Webster, đất công, không ở phần nào hết. Nhưng bây giờ tại vì vấn đề mà bà Kim Hồ, Tà Đỗ, Cọc Lớt làm khó khăn cho cái tượng đài quản trị thứ nhất đó, bây giờ dân chúng, người Mỹ tráng, người Mễ này nọ, họ thấy phiền toái quá, họ thấy bực bội quá, tạo nên làm sẵn chống tất cả những tượng đài Việt Nam. Do đó bây giờ một sự u buồn, một sự rất là đau đớn là cộng đồng Việt Nam chúng ta kể từ nay không được xây dựng bất cứ tượng đài nào trên đất trong, trên đất của thành phố Washington. Và điều đó bây giờ cái tượng đài thứ hai mà bà Kim Bi Hồ và ông Đại Đỗ Cập Los Major muốn làm, cái tượng đài thứ hai đó bây giờ nằm trong tình trạng dậm chân tại chỗ, tại vì không có đất để mà dựng cái tượng đài thứ hai anh. Và chẳng những không có đất công để mà dựng tượng đài thứ hai, mà tất cả tượng đài nào của Việt Nam Cộng Hòa từ nay đến về sau cũng không được để dựng trên đất công của chính phủ, dù rằng lâu nay cái truyền thống vẫn được anh Nam. Do đó đó là có sự mà tệ hại và cái sự khốn nạn của những người Kim Hồ, Tài Đỗ và Cọc Los Major, một sự thất bại của cộng đồng. Thì giờ thưa anh, phản ứng của cộng đồng và các hội đoàn gì đó như thế nào anh? Rất là bất mãn, trước hết là buồn và sau đó là bất mãn. Tại vì anh thấy một điều phi lý trong truyền thống mấy chục năm này là bao nhiêu tượng đài của Việt Nam Cộng Hòa nằm tại thành phố Webster đều được xây dựng trên đất công, đất của chính phủ, đất của thành phố. Tại vì cộng đồng Việt Nam đóng góp rất là lớn, trên 50% dân cư tại thành phố Webster là dân cư là người Việt Nam, và bao nhiêu thuế khóa để mà xây dựng, để mà điều hành thành phố Webster là lấy từ thuế, lấy từ tiền bạc của người cử tri, người cư dân Mỹ gốc Việt tại đây. Nhưng bây giờ những cái đất của thành phố cũng là do tiền bạc của người dân, sự đóng góp của người dân lâu nay, mà bây giờ những tượng đài không được đặt trên cái đất công. Tôi hỏi anh, là một cái tượng đài mà dựng mua một miếng đất thế này nọ mà làm dựng một tượng đài chiến sĩ, tượng đài quản trị, thứ nhất là nó không có giá trị, thứ hai nữa làm sao nó đủ chỗ được. Tại vì khi làm tượng đài như vậy, khách viếng thăm này nọ, nó phải có một nơi trang nghiêm. Thì tôi nghĩ rằng đây là một sự tai hại, rất là tai hại. Và cộng đồng đang lên tiếng phản đối và kết án Kim Bi Hồ, Tài Đỗ và Cật Lớn Số là những người cố tình phá hoại cộng đồng Việt Nam. Thưa anh, như vậy một nghị viên anh nghĩ có cái quyền ra lệnh cấm đó không?
Thưa anh, có anh, hội đồng thành phố chúng ta gọi hình thức kia là gồm có thị trưởng và 4 nghị viên hiện tại đó, thì nó cũng như Quốc hội Hoa Kỳ đó. Quốc hội họ có quyền quyết định tất cả các đạo luật, những điều khoản nào để mà điều hành quốc gia và đây điều hành city. Thì khi mà Kim Biên Hồ, Đà Đỗ và Cập Los Angeles nó cấu kết với nhau qua sự chỉ đạo của bác Bộ Phủ, do sự chỉ đạo của Tàu Cộng, nó muốn hại cộng đồng chống cộng ở đây, thì nó đưa ra những cái đạo luật. Và đạo luật nó khi mà nó núm đa số 3-2, tại vì nếu nó làm những điều sai trái thì ông Tạ Đức Trí và ông Nguyễn Bị chống, nhưng chống có 2 phiếu, tức như nằm trong thiểu số, và chúng nó có 3 phiếu, do đó chúng đa số, do đó chúng có quyền quyết định những số phận của cộng đồng Việt Nam. Thưa anh, đó là một điều rất là tai hại và rất là đáng buồn. Anh vừa rồi anh có nói đến cái sự chỉ đạo của Bách Bộ Phủ và của Tàu Cộng, cái này có vẻ sự tố cáo mà vô căn cứ, đúng không anh? Mình có căn cứ nào, có chứng cứ không? Tôi có chứng cứ chứ, tôi có chứng cứ chứ, thưa anh. Bằng chứng là Tài Đỗ, nghị viên của thành phố Mai Tên, là một trong 3 người mà tôi nói đang chống lại cộng đồng đó, là vào 2018 ông ta đã tuyên bố rằng là ông ta muốn đổi cái thành phố Westminster trở thành chính thức là thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi nghĩ chỉ người cộng sản là người tay sai cộng sản, nhận lại cộng sản mới làm điều đó, thưa anh. Thì tôi nghĩ rằng những người này là phục vụ cho cộng sản, tay sai cộng sản. Và bằng chứng là hai năm trước, và khi mà cái bọn mà đứng ra trút phế ông thị trưởng Tạ Trí, Nguyễn Mạnh Trí này nọ đó, thì tờ báo Nhân Dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết những bài để kêu gọi đồng bào tiếp tay trong vấn đề mà lật đổ, trút phế ông thị trưởng Tạ Trí và Nguyễn Mạnh Trí. Thì sơ chừng đó tôi chứng minh là họ làm theo lệnh cộng sản, tại vì chỉ có cộng sản mới được chống những người tôn quốc gia. Ngay cả cái tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị là một cái công trình của những người quốc gia, những người chống cộng, nhưng 3 người này đã đuổi, đã cấm không được xây dựng cái tượng đài, dù rằng đã quyên góp được mấy trăm ngàn đã làm ra cái tượng đài nhưng không được dựng tại Quảng Trị. Tôi nghĩ rằng những điều đó để chứng minh là cộng sản đã đứng sau lưng để mà triệt hạ cộng đồng. Thưa anh, có khi nào anh nghĩ một cái vế là đây là ý kiến riêng của Tài Đỗ không? Không, thưa anh. Tôi không biết ý kiến riêng, mà hồi nãy tôi nói là trong 3 người đó thì 3 người đó có những cái chính sách và đường lối là do cộng sản, thì riêng cũng là cũng đen tội anh, thì cho đó thì chúng tôi thấy sao chúng tôi nói vậy, còn riêng chung họ có thảo luận với nhau để mà làm kế hoạch cái không thì tôi không thể được nói được. Tuy nhiên những cái riêng đó nó trở thành một cái sự thất bại và sự thiệt thòi cho cộng đồng, do đó chúng tôi lên án. Do đó cũng như bà Kim Bi Hồ, trong khi có chùa Đường Ngự do Hòa Thượng Thích Viên Lý làm viện chủ và Hòa Thượng Thích Viên Huy làm trụ trì, cái chùa đó là một cái chùa chống cộng, bao nhiêu người Phật tử chống cộng sản rồi ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa này nào, và Tài Đỗ và Cật Los Meso đã ra thành phố và đặt vấn đề đòi điều tra cái chùa, đòi tịch thâu miếng đất của chùa, tại vì cho rằng cái chùa này đã tham nhũng, đã hối lộ cho ông Tạ Đức Trí và các nghị viên trước kia. Cái chùa này mua tới hơn 10 năm rồi, và bà cho rằng cái chùa này miếng đất của thành phố là giá trị 5-6 triệu, nhưng bán cho chùa có 2 triệu, do đó là phi pháp, là tham nhũng hối lộ, và bà tính tịch thâu cái chùa. Mà cái chùa này là cái nơi mà chống cộng triệt để. Do đó tôi nghĩ rằng chỉ cộng sản mới muốn đi đàn áp tôn giáo, muốn tịch thâu chùa chiền, muốn ông hòa thượng, mấy người mà tu hành đó phải ở tu, tại vì khi mà tố cáo họ hối lộ tham nhũng này nọ, tất nhiên là đó là hành vi tội lỗi và sẽ bị ở tù. Thì tôi nghĩ rằng chỉ có cộng sản vô tôn giáo nó mới đứng ra sau lưng để giật dây những hành động này. Và tôi nói có sách chứng, anh vào hội đồng thành phố những buổi họp thì anh sẽ coi những cuốn video. Chúng tôi không bịa ra những chuyện này, tại vì đó là vấn đề pháp lý. Và bà Kim Hồ, Tài Đỗ và Cật Lớt Mêu, nếu cho rằng các điều tôi nói là không có thì cứ kiện tôi ra tòa, và trên bằng chứng là họ đã đưa ra thành phố. Tôi hỏi anh một cái chùa
đã xây dựng được hơn 10 năm rồi, mua đất của thành phố hợp tình hợp lý, mà bây giờ bà dỡ lại một cái trang sử cũ để mà bà hạch thỏa, bà tấn công như vậy. Tôi nghĩ rằng chỉ có cộng sản mới đi phá hoại cộng đồng. Trên đây là một số ý kiến đang được quan tâm tại miền Nam California, đặc biệt trong cái khu vực người tị nạn Little Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng tôi đã thưa quý vị nhiều lần, anh với Ngô Kỷ với tất cả quý vị, là chúng ta theo đuổi một cái đường lối là chúng ta tôn trọng ý kiến dị biệt. Do vậy, nếu mà quý vị cảm thấy khác ý kiến con Ngô Kỷ, quý vị có quyền để nói nêu ý kiến của mình cũng trên làn sóng này, trong cái mục này, để chúng ta có thể bảo đảm cái quyền tự do ngôn luận của tất cả các bên. Thưa quý vị, cái điều nữa thì trên thời gian vừa qua, qua cái bài phỏng vấn của Phố Quân Sa thì liên quan đến cái vụ mà tài đổ cũng gây xôn xao dư luận cộng đồng, thì về vấn đề này như thế nào thưa Ngô Kỷ? Vâng, thưa anh Nguyễn Xuân Nam, vâng, điều rất là buồn nữa. Vâng, nếu quý vị chưa coi thì quý vị vào Phố Bô Sa TV của ông Vũ Hoàng Lân đó, vào ngày 23 tháng 5, tính như cách đây khoảng 4 ngày đã, quý vị coi một cuộc phỏng vấn của ông biên tập viên Andrew Lê và ông nghị viên Tài Đỗ. Thì quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi một người nghị viên thành phố, một thủ đô tị nạn lịch sử gồm thủ đô chống cạo, mà ông trình bày một vấn đề mà quý vị tưởng rằng là cái người đang trình bày đó là một cán bộ tuyên giáo của cộng sản, hoặc là của bộ chính trị, hoặc là của chủ tịch ủy ban thi hành nghị quyết 36. Ông đưa đường dẫn lối, ông vạch đường cho hưu trại. Ông cho rằng là ở thành phố Westminster này, cái chuyện ai cắm cờ đỏ, cầm cờ đỏ, treo cờ đỏ là đường là điều tự nhiên, không có cấm đoán gì cả. Đây là đất nước tự do, cộng sản muốn vào đây thế nào đi đâu cũng được này, muốn hoành hành đây là đó là tự do của nước Mỹ, và ông đi cổ xí cho cộng sản Việt Nam. Tôi cho cái hành động đó là những đường lối của cộng sản qua sự tiếp tay của nghị viên của Tài Đỗ. Thưa quý vị, và tôi nói có chứng chứng, quý vị vào coi, ông ta thách đố cộng đồng, và ông ta đã chửi bới Ngô Kỷ, ông Ngô Kỷ chống cộng cực đoan đồ quá khích này nọ, cái quyền người ta treo cờ cộng sản, cờ đỏ của liền, cờ đỏ sao vàng này nọ là có quyền của công dân, quyền của cộng sản Việt Nam, nó muốn treo nó treo, nó muốn vào thành phố nó đi đâu là quyền của nó, đây là tự do đi lại này nọ. Và tôi nghĩ rằng ông ta nói rất là sai, tại vì ông ta mới vào thành phố làm nghị viên có 4 năm, tức nhiên 2018, tất nhiên là khoảng gần 4 năm, và cuối năm này vào tháng 11 ông ta sẽ hết nhiệm kỳ 4 năm, và nghe nói là ông ta sẽ tranh cử thị trưởng. Chính ông tuyên bố là có thể ông tranh cử thị trưởng của Westminster vào tháng 11 này, thưa anh. Và cái điều mà khi mà ông mới vào chưa gì ông đã tuyên bố là ông muốn đổi cái tên thành phố Westminster trở thành chính thức thành phố Hồ Chí Minh, và tôi có gửi cho anh Nguyễn Xuân Nam những cái bằng chứng như vậy ngay trên Facebook của ông. Tôi hỏi không có một người viên chức nào mà dám đi tuyên bố một điều léo láo mà vô lý, và nó phản quốc phản bội cộng đồng như vậy, và đã đổ ra làm. Do đó có chuyện ông Lê Nguyên Phố Bô Sa cách đây 4 ngày vào chương trình ngày 23 tháng 5, và ông tuyên bố là cộng sản, cái chuyện chống cộng sản mà đi đem cờ vào là sai, là phi lý, đây là đất nước tự do. Ông rõ ràng ông đi tuyên truyền cho cộng sản, ông đưa đường dẫn lối cho cộng sản để xâm nhập vào thành phố Westminster, thưa anh. Ông không biết rằng là ngày 27 tháng 7 năm 20, tức là cách đây 2 năm, cái hội đồng giám sát viên của Orange County đã đưa ra cái lệnh là tất cả những phái đoàn cộng sản muốn tới cái quận Cam đó, cũng giống như quận Santa Clara của anh ở đây đó, muốn tới cái quận cái County á thì phải xin phép County 10 ngày để mà County quận họ quyết định có cho tới hay không, tại vì họ muốn bảo vệ an toàn, tại vì họ muốn cộng sản tới đây rồi đồng bào Việt Nam đây biểu tình chống đối rồi làm loạn cái County này, tốn kém rất là nhiều. Do đó County họ đã đưa
đưa ra đạo luật như vậy. Mà trong khi ông Tài Đỗ nói rằng là không có luật lệ nào mà cấm đoán cả điều đó, ông đã tuyên truyền Cộng sản một cách lố bịch. Và ông cũng không biết rằng là vào ngày 14 tháng 12, 2012 là thành phố Westminster đã ra cái nghị quyết đạo luật là Cộng sản muốn tới cái thành phố Westminster cũng phải xin phép hội đồng thành phố và cảnh sát trước 2 tuần, thưa anh. Mà trong khi ông Tài Đỗ bây giờ ổng là nghị viên của thành phố Westminster, ổng tuyên bố là không có luật lệ là cấm đoán này nọ, đây Cộng sản muốn là tự do. Rõ ràng ổng bị tuyên truyền và rõ ràng ổng đi khuyến khích cho Cộng sản vào thành phố Westminster. Và trở lại, còn ông ta nói rằng đây là đất nước tự do, do đó ai muốn treo cờ Cộng sản hay này, cờ đỏ sao vàng là quyền của họ. Điều đó ông càng nói sai nữa. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, Hội đồng thành phố Westminster họ đưa ra một nghị quyết, một cái luật số là 4818 đã cấm Cộng sản Việt Nam, cấm bất cứ ai treo cờ máu Cộng sản, cờ đỏ sao vàng trên những cơ sở, những cái nơi chốn của trực thuộc của hội đồng của thành phố Westminster, thưa anh. Cấm không được treo cờ hoặc quảng cáo cờ Cộng sản Việt Nam trên những tài sản property của thành phố Westminster. Thế mà ông Tài Đỗ lên đi phố Bosa vào ngày 23 tháng 5 2023 tuyên bố rằng Cộng sản muốn đi đâu thì đi trong thành phố, muốn treo cờ Cộng sản chỗ nào cũng quyền. Và điều đó, điều ông nói rõ ràng đây luận điệu để mà mở đường cho Cộng sản đi đưa những cái tin tức mà nó không trung thực để làm lợi cho Cộng sản và làm hại cho người quốc gia, đặc biệt cho cộng đồng người Việt tị nạn tại Lít Sài Gòn, thưa anh. Qua cái phần mà trình bày của anh Ngô Kỷ, qua 2 bản tin liên tiếp đó, thì một câu hỏi đặt ra với Nguyễn Xuân Nam như thế này nè: đâu rồi cộng đồng người Việt tị nạn chống cộng tại miền Nam California, thưa anh? Cái câu đó tôi dành cho cơ quan truyền thông của anh nhiều hơn. Tôi là người cá nhân, một người chí phèo homeless, một phó thường dân. Những điều tôi làm chỉ là bổn phận của người dân thôi. Còn trách nhiệm đó là trách nhiệm của những vị lãnh đạo cộng đồng, những lãnh đạo các tổ chức đấu tranh, những lãnh đạo của các đảng phái chính trị, các cơ quan truyền thông, của các hội liên tôn, Phật giáo, Công giáo, hoặc là các đảng phái Quốc dân đảng Đại Việt, hoặc các lực lượng quân nhân, liên hội chiến sĩ, tập thể chiến sĩ nói chung, hoặc là của những vị dân cử, không riêng chỉ hội đồng thành phố chúng ta, các vị dân cử, những người thượng nghị sĩ, dân biểu, tiểu bang, hoặc là giám sát viên quận hạt, hay là các thị trưởng, các nghị viên nhiều thành phố khác của người Việt Nam phải có thái độ. Tuy nhiên, câu hỏi anh rất là chua chát và tôi rất là khó trả lời, tại vì tôi không thể trả lời cho người khác được. Cộng đồng Việt Nam bao nhiêu chuyện tai tiếng, bao nhiêu chuyện nguy hiểm, phá hoại cộng đồng như việc giam Tony Lâm này nọ đó. Rồi cuối cùng, chỉ có tôi và một số chiến hữu rất là giỏi nhoài đấu tranh lên tiếng. Và ngay cả bây giờ tôi lên tiếng những chuyện này, anh thấy có ai lên tiếng về chuyện mà lên án và phản đối những hành động sai trái của Kim Vy Hồ, cả Cật Lót Lê Dô hay của Tài Đỗ, thưa anh. Thì bây giờ trả lời như thế nào thì tôi dành trả lời cho cộng đồng và cơ quan truyền thông của anh, thưa anh. Cái điều tối thiểu chúng ta có thể thấy được cái vấn này là những cái trường hợp mà nếu mà có một trường hợp nào tôi giả dụ những điều anh nói là đúng, nếu có những người nghị viên đại diện dân cử mà có lập trường thiên cộng như vậy thì tại sao họ vẫn còn ở trong hội đồng thành phố? Lẽ ra họ bị cử tri sẽ trút phế, bị cử tri, chúng ta đa số cử tri người tị nạn có thể trút phế không bầu họ nữa, thì làm gì họ có tư cách ngồi đó mà đi đó nói những chuyện tào lao như thế này. Anh có hỏi anh rất là hay, nhưng hỏi là một chuyện, nói là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Anh hãy nhìn cái San Jose Berkeley của anh đi. Bao nhiêu vật gian, bao nhiêu những người mà nhân dân thế này thế nọ, rồi nó bê bối như thế nào. Không riêng chị Nam Cali hay là Bắc Cali, mà tôi nghĩ cả hải ngoại cũng có những thành phần xấu. Cộng sản nó xấu như vậy, tệ hại như vậy ở miền Nam Việt Nam, mà bao nhiêu người mẹ chiến sĩ, chị chiến sĩ, rồi bao nhiêu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa an tới quốc gia là thờ ma Cộng sản, vẫn nuôi Cộng sản trong nhà. Chính bà Nguyễn Cao Kỳ trong hồi ký bà viết là trong khi ông Nguyễn Văn Thiệu đang truy nã, đang bắt nhốt Trịnh Công Sơn, thì
ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ chồng bà đã đem và ông đại tá Lưu Kim Cương đã đem Trịnh Công Sơn để nuôi trong nhà, để hát hò với bà suốt đêm suốt sáng. Và Việt Nam mình bao nhiêu người gián điệp hay bao nhiêu người để mà hỗ trợ cộng sản Việt Nam thưa anh? Nếu mà nhân dân hay lính tráng quân cán chính Việt Nam mà sáng suốt chống chọi triệt để thì tôi nghĩ cộng sản nó đã không sống sót, nó không thể hiện diện tại đất nước chúng ta. Thì cộng đồng hải ngoại cũng vậy, bao nhiêu Việt gian đây, bao nhiêu nó làm sai trái, như thằng Hoàng Duy Hùng ở Bắc, ở Texas, thằng Nguyễn Phương Hùng công khai mặt cờ đảo Sao Vàng, Phùng Đại Châu nằm trong cái vùng của ông thị ông nghị viên Phát Bùi, hoặc là thằng Nguyễn Phương Hùng mặt cờ đảo Sao Vàng ngay trong cái vùng của quét tơ của ông Tạ Đức Trí, ông Nguyễn Mạnh Chí, bà Kim Hồ, Tà Đỗ, Cặp Lót, Sai Sô này nọ. Bao nhiêu lực lượng đấu tranh, ủy ban, liên ủy ban chống cộng sản và Việt Giang, hoặc là liên hội chiến sĩ, tập thể chiến sĩ, đảng phá quốc dân đảng Đà Việt, đảng trăm đà truyền hình, tờ báo đây, rồi bao nhiêu lực lượng quân nhân này nọ, là cuối cùng chẳng ai dòm nó gì cả. Họ chỉ tuyên bố, tuyên ngôn, tuyên cáo đánh Tàu, đánh Việt Cạo ở bên kia Thái Bình Dương. Họ mặc áo thụng với nhau và họ chỉ nói miệng sung thôi. Còn anh thấy những trận chiến đối đầu với Việt Giang, chỉ có tôi và rất là ít những người thấp cổ bé biển, những người chiến sĩ kiên cường, những người mà nghèo khổ mới đấu tranh cho anh. Điều đó rất là buồn. Do đó trở lại, anh thấy chẳng những vậy, như anh vừa nói, mà Việt Giang của Lâm, như bữa trước tôi trình bày trên đài anh, bao nhiêu tội lỗi, và bữa nay là chúng tôi kiếm ra được thêm 4 cái thùng nữa. Anh coi đây là 4 cái thùng. 4 cái thùng anh coi. 4 cái thùng như thế này về tội lỗi Tô Đình Lâm. Thế mà cả một hội đồng thành phố, 5 người, gồm có ông thị trưởng Tạ Đức Trí, bà Kim Bi Hồ, ông Tài Đỗ, Cặp Los Rezo này nọ, đã xúm nhau để hỗ trợ đổi tên công viên trở thành tên công viên Tô Đình Lâm, một tên Việt Giang. Thì như câu hỏi của anh thì bây giờ tôi không thể trả lời cho họ, và đó là điều xót xa. Và chúng ta mất nước cũng vì những người Việt Nam đã phản bội là chính dân tộc, những người an cấp quốc gia thờ ma cộng sản. Do đó đất nước chúng ta mới vào tay cộng sản chưa? Thì đó, cái câu trả lời tôi nghĩ rằng anh là người truyền thông, anh phải tìm lấy câu trả lời. Và các cơ quan truyền thông đóng vai trò trách nhiệm trong những chuyện này, thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Yeah. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục một cái chuyện này trong bản tin tới. Nhưng mà lần vừa rồi anh có đề cập đến cái dự luật mà không bầu thị trưởng. Thì dự luật đó đến giờ này có gì mới không thưa anh? Vâng, thì đây hiện tại chúng tôi có những cái tập tài liệu của những cái tổ chức chống cái dự luật C, và tiếng Mỹ gọi là C đó, no C đó. Vâng, thì người ta đã đưa ra lý do tại sao chống cái này. Và cái dự luật này, người ta nói họ đã theo mình, cái ủy ban mà chống cái dự luật C, họ nói dự luật C do đề nghị của ban nghị viên Tài Đỗ, Kim Bồ Hồ và Cặp Los Rezo nhằm tước đi quyền bỏ phiếu trực tiếp của người dân cho chức vụ thị trưởng. Thứ hai, dự luật C bãi bỏ quyền bầu chọn thị trưởng của cử tri và cư dân thành phố và giao quyền đó cho các nghị viên bào bán với nhau. Dự luật C làm suy yếu sức mạnh chính trị của cộng đồng, vì cộng đồng không thể chọn người thị trưởng thực sự bảo vệ tiếng nói của toàn cư dân và cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam. Dự luật C tạo cơ hội cho các thành viên trong hội đồng thành phố cáo kết toa rập bầu thị trưởng lẫn nhau và bất kể đến quyền lợi nguyện vọng của toàn cư dân và cộng đồng như chúng ta đang thấy hiện nay. Nội dung là ý muốn nói là bây giờ phe Tài Đỗ, Kim Bi Hồ và Carlos Rizzo, ba người phe phản tặc đó, nó muốn ra thị trưởng. Nhưng nó biết khi mà đi bào, dân chúng sẽ không bao giờ bào cho ba đứa đó, mà sẽ bào cho ông thị trưởng Tạ Đức Trí, Hồng Nguyễn Mạnh Chí hay những người ứng cử viên mà quốc gia khác. Do đó nó sợ là dân sẽ bào cho những người đó. Do đó bây giờ lựa được C là do ba đứa này, Kim Hồ, Tà Đỗ, Cặp Lớn Sơn, nó đưa ra tháng 6 này để dân chúng quyết định có nên hay không, là hủy bỏ, không cho dân chúng bào trực tiếp thị trưởng, mà chỉ bầu cho 5 nghị viên, và 5 nghị viên sẽ ngồi lại với nhau mỗi năm như vậy, tự bầu cho thị trưởng. Thị trưởng không do dân chúng bầu. Và bọn chúng nghĩ rằng nó có 3 phiếu đa số, nghĩa là 3 đứa đó sẽ luân phiên, nó chọn thị trưởng cho nhau.
chứ còn dân chúng tự trị không có quyền quyết định. Điều đó nó sai nguyên tắc, tại vì thành phố Webster và tới mấy chục thành phố ở Orange County này là có một cái phương pháp bầu, dân đi bầu cho thị trưởng, chứ không phải nghị viên tự bầu của nhau. Cũng giống như anh thấy như Quốc hội Hoa Kỳ đó, bây giờ nó đưa ra đạo luật là chỉ có dân biểu tại Quốc hội mới được bầu tổng thống thì có thể ai chấp nhận. Người dân họ muốn bầu Quốc hội và họ muốn bầu cho tổng thống, mà bây giờ nó nói để Quốc hội tự chọn tổng thống, đâu ai chịu. Nếu bầu như vậy thì suốt đời, ví dụ như bây giờ đảng Dân Chủ họ nắm đa số thì họ sẽ bầu cho tổng thống Dân Chủ, đảng Cộng Hòa không có cơ hội. Do đó phải để cho dân bầu trực tiếp chọn tổng thống và chọn thị trưởng. Và đây là ta đổ, đây là hình ông đại đổ, và đây là bà Kim Bê Hồ, và đây là Tạc Lốt Tê Sô, là ba người đã đưa cái kế hoạch này, đưa cái dự luật này để bầu vào tháng 6. Và đây, để mà tôi nói có sách bắt chứng, không phải hồi nãy tôi nói một mình đâu, mà đây trên giấy trái mặt đang trên cái ủy ban chính thức mà chính trị đó, ông Tài Đỗ đã gọi thành phố Webster là thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tài Đỗ tiếp tay với Hoàng Kiều để vận động bãi nhiệm các dân cử cấp việc tại Webster. Ông Tài Đỗ bị tố cáo có quan hệ với người đã có chồng trong buổi họp tại thành phố. Ông Tài Đỗ luôn tạo mâu thuẫn giữa các nghị viên và gây rối loạn thành phố, mất thời gian và hoang phí tài chính. Ông Tài Đỗ giật sập tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị. Bà Kim Bí Hồ, cái tội quả như thế nào? Tăng thuế 1.5% trong lúc cư dân và thương mại đang gặp khó khăn trong mùa đại dịch. Kim Bí Hồ dùng ngôn ngữ chợ búa để chửi đồng viện trong lúc họp thành phố. Các anh nhớ là bà chửi ông nghị viên Nguyễn Mạnh Chí lúc là phó trưởng, may là thằng hàng trong bà tiếng Việt ngàn trong buổi họp của thành phố. Kim Bí Hồ bảo vệ con trai tên là Weston Six ở lại ủy ban thành phố, mặc vào thành phố thông qua dự luật cấm gia đình trị. Kim Bí Hồ chủ mưu vào văn phòng thị trưởng tại trí ra khỏi tòa thị chính. Kim Bí Hồ giặt sập tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị. Và cái tội ông Mễ, nghị viên Carlos Vezo. Carlos Vezo bỏ phiếu chống dựng tượng đài Trần Hưng Đạo trên đường Vô Sa. Carlos Vezo tiếp tay với Hoàng Kiều để vận động bãi nhiệm dân cử gốc Việt. Carlos Vezo giặt sập tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị. Carlos Vezo ngang cánh cộng đồng xây bất cứ tượng đài nào tại công viên tự do nơi có tượng đài. Sĩ Việt Mỹ. Dự luật C chỉ nhằm mục đích thực thi âm mưu của nhóm Hoàng Kiều và đồng bầu. Và đây là những người mà đang ba người này, Ta Đỗ, Kim Bí Hồ và Tạc Lớp Hay Sơ, là những cái người chủ trương đưa ra dự luật C, và các tổ chức chống dự luật C này đã đưa ra cho đồng bào thấy là phải chống cái dự luật C, tại ba người này đang muốn hoành hành và muốn kiểm soát thành phố mà không cho dân chúng để mà lên tiếng nói. Thưa anh, cái tài liệu mà anh vừa đọc có vẻ là cái tờ flyer của tổ chức chống dự luật C, phải không anh? Vâng, đây là những tài liệu mà người ta gửi tới nhà. Đây nằm trong ủy ban là Pet by No Emergency for Webster. Họ có giấy phép đàng hoàng. Nếu mà anh dùng anh bình để gặp này, đây là một tổ chức hợp pháp của chính quyền Hoa Kỳ cho phép, và họ có quyền làm ra, họ khai thuế, họ báo cáo chính phủ và họ chịu trách nhiệm pháp lý, và họ gửi tới từng cử tri để thấy được những cái chi tiết về cái dự luật C, và họ lên tiếng yêu cầu đảm bảo chống cái dự luật C ra. Cho đến giờ cái phản biện của cái những người nghị viên mà anh vừa nói á, về những cái quan điểm trong flyer này thì cái phản biện là như thế nào thưa anh? Thì họ nói rất là vô lý. Họ nói ok, bây giờ phải ông Tạ Đức Trí ngồi đó lâu quá này nọ thì dân thì phải thay đổi các cách, tại vì bây giờ nếu ông Trí ngồi thì lâu quá rồi đồng bào cử tri cứ bầu phiếu cho ông thì không có người khác vào. Anh thấy vô lý không? Cử tri họ có quyền quyết định, họ muốn bầu ông Trí
50 năm, 60 năm hay này nọ là có quyền của họ. Mà bây giờ họ nói ông Trí ngồi đau quá, chúng tôi không có làm thị trưởng được. Thì mà họ muốn làm thị trưởng thì họ cứ ra tranh cử với ông Trí đi, rồi dân chúng bỏ phiếu cho họ. Chứ tại sao họ nói bây giờ không cho đi bầu thị trưởng nữa, mà phải bầu nam nghị viên. Rồi cái nhóm nam nghị viên đó tự bầu với nhau. Anh thấy một cái, mà họ không có một lý do chính đáng nào. Mà cái phương pháp này ở quán tên nó có từ lao từ cả trăm năm nay rồi, tự nhiên họ lên họ muốn đổi. Do đó đó là cái điều họ không có đưa ra một lý do nào mà chính đáng để mà họ nói là tại vì dân chúng cứ bầu trong Trí hoài, đó là họ không muốn. Họ muốn dân chúng phải không được quyền bầu trong Trí mà phải bầu cho nghị viên, và nghị viên sẽ tự bầu với nhau, thì điều đó rất là phi lý. Đây là đất nước dân chủ, ai cũng có quyền ra tranh cử. Rồi sau đó dân chúng muốn bầu là quyền của cử tri, quyền của dân chúng. Còn đây bây giờ họ ỷ có 3 phiếu, họ nghĩ rằng nếu bầu trực tiếp thị trưởng thì họ không bao giờ được đắc cử, do đó họ muốn bầu cho họ làm nghị viên và tự cái phe cho họ tự bầu với nhau. Tôi nghĩ rằng đây là có một điều rất là phi lý và bất công. Do đó tôi ủng hộ cái chuyện là no se no si, nghĩa là không bầu cho dự luật này, để người dân có quyền đi bầu cho bất cứ ứng cử viên thị trưởng nào, thưa anh, tam đa pháp cả họ nếu họ muốn ra tranh cử. Nha. Thưa quý vị đang nghe cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và anh Ngô Kỷ qua tiết mục Buôn Xa Có Gì Lạ Không Em hàng tuần. Thưa quý vị, tiết mục này có thể đem đến quý vị những cái hiểu biết, những tin tức về sinh hoạt cộng đồng tại miền Nam California, mà ta quen gọi là thủ đô của người Việt tị nạn. Thưa quý vị, có một chuyện mà này nữa nè, nghe đồn là vừa rồi có vụ bắt ở tại Little Sài Gòn liên quan đến việc mà đánh bài tại nhà, tổ chức đánh bài tại nhà, thì có hai chuyện sự việc như thế nào có không anh? Và nếu đánh bài tại nhà nó phải là cái tội không thưa anh? Vâng, tội rất là nặng anh, nó trở thành hình sự rồi chứ không phải tội hộ đâu. Tại vì tôi không phải nhà lùm đục, tuy nhiên tôi biết là khi đánh bài bạc nó dễ gây ra tội phạm. Do đó ví dụ đánh bài bạc, ví dụ Las Vegas hoặc có giấy phép của chính phủ, hay là ví dụ sòng bài ở đây có những một số sòng bài như Bicycle, Hapala, Chinga gì ở gần San Diego này nọ đó, họ có giấy phép, họ có đóng thuế và họ được chính phủ kiểm soát. Còn đánh kẹp và trong nhà, ví dụ chơi chơi cho vui này nọ thì tôi nghĩ rằng không ai nói. Tuy nhiên tổ chức đánh bài để mà gây lợi này lợi tức này nọ, và vừa rồi cách đây mấy ngày tại cách chúng tôi ngồi gần đây khoảng 5 phút góc đường ở Mark Faden và Euclid đó, thì cảnh sát đã đột nhập vào và bắt khoảng 7 người, hình như 9 người, có 2 người thoát, và họ đánh bài rất là nhiều tiền và ăn thua rất là nặng nề. Và nghe nói trong thời gian trước cũng có bán nhau bị thương, bị chết tại đó. Và cái người mà tổ chức đó có hối lộ cho ông Lopez là một cảnh sát viên hơn 120.000 để mà giấu nhẹm những tin tức. Mỗi lần cảnh sát mà tới đi tuần đi soát thì cái ông cảnh sát Lopez đó báo tin cho cái người chủ sòng bài đó, và ông cảnh sát đó cũng bị bắt về tội hối lộ $125,000, thưa anh. Và bây giờ nghe nói là khoảng 7 người bị bắt và có 2 người đang bị tầm nã, đang trốn. Thì cái chuyện đánh bài này là một tội phạm, vâng, thì cái đó là chính quyền họ lo, thưa anh. Tuy nhiên cái chuyện này nó cũng không gì lạ với tôi, tại vì năm ngoái đó, nếu tin tức là quý vị, ngay cái nhà mà bà Kim Bê Hồ là nghị viên thành phố Quân Tơ làm chủ cái nhà đó cũng chứa sòng bài, và cảnh sát được vào bắt rất là nhiều người đang đánh bạc trong cái nhà đó lâu nay, và đã bắt một số súng ống trong cái nhà do bà nghị viên Kim Hồ làm chủ cái nhà, thưa anh. Thì điều đó anh thấy nó tệ hại như vậy, bà Kim Hồ làm chủ cái nhà mà cái nhà đó, những người ở trong nhà đó là đánh bạc, đánh nổi cảnh sát và ào vào bắt một số người trong đó có súng ống ngay cái nhà của bà nghị viên Kim Hồ. Thì hỏi rằng bà có xứng đáng hay không, không? Đạo đức bà có xứng đáng hay không? Bà nghị viên mà lại đi chứa trong cái nhà của mình có chứa chất cờ bạc để cảnh sát, và tôi nói thì chịu trách nhiệm. Và cái điều đó báo chí đã loan tải cả hơn 5-6 tháng nay, thưa anh, và tôi chịu trách nhiệm. Cái mối mà release liên quan đến cái việc chủ nhà cho thuê với cái sự hoạt động của người thuê nhà đó,
Anh nghĩ bà chủ nhà có trách nhiệm, người chủ nhà có trách nhiệm về những hoạt động mà người thuê nhà. Trách nhiệm chứ anh. Trách có nhiệm. Trách nhiệm chứ, cũng giống như anh làm chủ chắc xa vậy đó. Anh cho ai mượn là chuyện khác, nhưng trong xe anh ma túy họ đi bắt cái chủ xe. Cái nhà anh cho thuê mướn, ai vào nhà nó chết hoặc té xe, anh chủ nhà anh phải bồi thường. Do đó chủ nhà anh phải kiểm soát cái người mướn nhà. Anh không thể nói à người ta mướn họ muốn làm gì làm. Anh là chủ nhà mà, anh chủ chức xe, anh phải chịu trách nhiệm liên đới. Đó là chưa kể về vấn đề khả năng. Anh cho mướn một cái nhà như bà Kim Hồ, bà làm chủ nhà cho mướn, mà bà không biết cái người mà mướn nhà đó đạo đức như thế nào, tư cách như thế nào, hành động như thế nào, dù rằng bà không phải là đi dòm ngó một cách này nọ, tuy nhiên bà cũng phải biết chứ. Mà cái nhà mình cho mướn mà mình không biết cái người đó thì làm sao bà đủ khả năng để bà biết dân chúng của thành phố Peter gần 100 ngàn, làm sao bà tết ca, bà lo lắng cho 100 ngàn người mà trong thành phố được. Bà biết đó, đời sống họ sao, như thế nào này nọ, thì bây giờ ngay cái nhà mình, bộ bà không có vô ra cái nhà bà không biết chủ nhà đó như thế nào nè. Khi bà nhận application, bà không theo dõi cái hành động hay là cái background. Tại vì anh biết khi mướn nhà đó, cho mướn nhà, anh đi mướn nhà, chắc là anh chủ nhà thì không mướn. Nhưng những người mướn nhà, khi mướn nhà họ có đề tôi tên gì, số phone máy, rồi tôi làm ở đâu, hạnh kiểm tôi lao nay thế nào. Rồi chủ nhà phải rà xét các lý lịch họ trước khi cho mướn. Và trong khi ở thì tự nhiên là chủ nhà phải tới lui hay phải theo dõi như thế nào chứ. Do đó không thể đổ thừa cho những người thâu mướn được. Những người thuê mướn họ chịu trách nhiệm phần họ, nhưng chủ nhà cũng như chủ chiếc xe khi mà anh cho mượn xe. Do đó người Mỹ họ rất là kỳ khi họ cho mượn xe, tại vì họ cho mượn họ phải chịu trách nhiệm liên đới về cái hành động những người sử dụng chiếc xe. Thì cho đó mình làm chủ nhà, bây giờ báo chí chỉ biết là không biết thuê mướn gì, cái đèn trên giấy tờ là bà nghị viên Kim Hồ chủ cái nhà đó trên giấy tờ thì rất là mang tiếng, rất là ta tiếng cho một bà nghị viên thôi. Trong thời gian vừa qua thì có một số trường hợp dở khóc dở cười đó. Cái người chủ nhà này, nhất là các nước như là ở Anh này nọ vân vân, thì cho thuê nhà rồi người mà thuê nhà họ có một cái quyền nào đó không cho chủ nhà tới thường xuyên để khám căn nhà của mình, xem xét căn nhà của mình sử dụng như thế nào, và khi mà vỡ lỡ cảnh sát đó, phát hiện trong căn nhà nó trồng cần sa đó thì bắt cái người thuê nhà. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa theo dõi được cái trách nhiệm như thế nào, có hay không của người chủ nhà liên đới trong việc trồng cần sa trong nhà, việc cho mướn sòng bài, tổ chức sòng bài trong nhà, thì cái người tenant nó chịu trách nhiệm đương nhiên rồi. Cái trách nhiệm liên đới người chủ nhà đến mức độ nào thì nếu quý vị rành về luật thì cũng có thể góp ý vào trong chương trình này để ta coi thử. Đó là không phải chỉ cái trường hợp của Kim Đi Hồ, mà nó là bài học cho chúng ta nói chung. Để khi mình cho mướn nhà đó, hiện nay cái tình trạng mà cái người thuê nhà họ có nhiều quyền lắm đúng không, kể cả quyền từ chối người chủ nhà để đi vào trong nhà mình khám xét. Do vậy thì cái mối quan hệ này như thế nào đó, thì có lẽ nếu quý vị nào mà rành về luật đó, thì cũng có thể có góp ý thêm cái trách nhiệm liên đới chủ nhà trong việc người thuê nhà đó đã làm bậy trong căn nhà của mình, ví dụ phạm pháp, gái điếm, vân vân và vân vân. Thì đó là những vấn đề như vậy. Thì có những một số trường hợp đó, là chúng ta cho thuê nhà, rồi cái người chủ nhà đó mỗi lần vào cái nhà người mình, nhà của chính mình cho thuê đó, mình cho người ta thuê rồi đó, cũng rất là khó khăn. Nó có những quy định mà pháp lý vào nhà hay chủ nhà đó, hay người thuê nhà không cho mình vô, hay là sẽ hẹn mình một dịp khác vân vân. Khi mà phát hiện ra thì cái nhà nó bị trồng cần sa, thì cái mối quan hệ trách nhiệm của chủ nhà với cái nhà mình cho thuê như thế nào? Trong trường hợp này nó liên quan đến cái trường hợp bà Kim Đi Hồ, chủ nhà và người thuê nhà của bà ta, thì quan hệ trách nhiệm của bà như thế nào? Thì đó là vấn đề mà chúng ta cũng chưa rành lắm. Thì chúng ta sẽ, nếu có tin tức mới, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này. Nhưng riêng anh Kỷ nghĩ như sao? Vâng, tôi có một số nhận xét mà nó khách quan và nó chừng mực thôi. Tại vì tôi không phải là nhà làm luật ở đây, tôi không phải biện lý, cảnh sát, tòa án để mà nói một cách chắc chắn. Tuy nhiên,
Tôi có thể chắc chắn rằng những người chủ xe đó họ chịu trách nhiệm nếu chiếc xe đó chứa ma túy, chiếc xe đó nó cán người này nọ đó, thì đồng ý là người tài xế mà lái xe chịu trách nhiệm. Tuy nhiên nếu mà người tài xế đó không đủ tiền bồi thường, không có bảo hiểm cho tính mình này nọ, thì cái người chủ xe nó phải chịu trách nhiệm lên đó. Tôi nói về chiếc xe. Có lẽ là chúng tôi sẽ chuyển cái đề tài này thêm cho một vị luật sư trong chương trình chúng ta, để anh có thể nói thêm vấn đề này. Vâng, đúng rồi. Kiến thức luật pháp rất quan trọng đối với việc mà chúng ta cần phải biết. Rất cảm ơn cô Kỳ. Chưa anh. Thứ hai nữa, về cái nhà đó, thì cho dù anh thuê, cho ai thuê mướn ở, họ thuê trả tiền nhà, họ trả chuyện nhà. Nhưng nếu một người nào chết trong cái nhà đó, hay là vô đó tự tử, hay là đi ra ngoài đường mà tới cái sân nhà đó ngã té hay gì đó, là chủ nhà phải bồi thường. Chết không người thuê nhà họ không bồi thường những chuyện đó. Tại vì họ té ngã trên tài sản của chủ nhà. Dạ. Do đó, đó là trách nhiệm lên đó. Còn cái chuyện mà đánh bài, đánh bạc hay này nọ, thì thật sự mà nói tôi hiện tại tôi không biết trách nhiệm bao nhiêu. Có điều khi mà chúng tôi được biết là cảnh sát đã liên lạc với bà Kim Hồ và chắc vắng bà rất là nhiều giờ tại bà chủ nhà. Cảnh sát không biết người ở trong nhà đó là cha mẹ bà, anh em bà hay nhà của bà tới lui hay này nọ. Họ không biết ai mà thuê mướn, tại vì cảnh sát đâu biết ai thuê mướn đâu. Chỉ có bà mới biết là người nào đang ở nhà đó. Có nhiều cái họ đánh bạc có mặt bà đó nữa không biết chừng. Do đó họ, cảnh sát phải nói chuyện với chủ nhà, và người cảnh sát điều tra nói chuyện là bà Kim Mỹ Hồ. Thứ nữa, bây giờ bỏ qua cái chuyện pháp lý, về vấn đề đạo đức và vấn đề là khả năng. Tôi hỏi anh, bà Kim Hồ bà cho mướn cả 10 năm như vậy, bà không biết chủ nhà đó, cái tiệm, cái nhà bà không có cờ bạc à? Bà thề hả? Bà dám ra máy sự thật để bà tuyên thệ là bà không biết mướn hả? Trong nhà đó làm gì bà không biết à? Hàng xóm không báo cho bà biết à? Hả? Tôi hỏi bà ngôn, bà nói à tôi hề không biết cái chủ nhà nó mướn. Anh biết khi mà đánh bà đánh bạc ra vô cả 10, 20 người, 30 người mỗi ngày xa cổ đoạn hút thuốc đồ âm sầm trời đất la lối âm sầm, bộ hàng xóm không cho bà biết, bà không biết, gia đình bà không biết cái nhà bà đang chứa cờ bạc. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì là bà Kim Hồ bà cho mướn cái nhà bà không biết những người trong đó là ai, thì làm sao bà đi làm nghị viên thị trưởng này nọ, bây giờ bà muốn ra dân cử làm sao bà biết đến dân số cử tri của bà cần 100,000 ở thành phố hoặc là 500,000-600,000 của trong một địa hạt dân biểu được. Do đó nói về khả năng mà không có. Tóm lại là một cái chuyện mà chúng ta phải nêu lên. Còn cái chuyện mà pháp lý như thế nào, đó là chuyện của chính phủ và không phải chuyện của tôi thưa anh. Anh ở đây anh nói về cờ bạc thì tôi nhớ đến tin tức thì tôi báo cho anh biết vậy. Dạ, cảm ơn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này, coi nó sẽ đi đến đâu. Thưa quý vị, gần đây thì nghe cái nói cái vụ mà Nam Quang và anh bị kiện cũng đã được ra tòa lần đầu tiên. Đã ra tòa chưa anh? Và như thế nào? Dạ, chưa anh. Thì ngày 10 tháng 6 này đó, thì chúng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ tòa. Nó cũng chưa chính thức gọi là ra kiện cáo gì tại tòa. Họ chưa chính thức để mà xử cái vụ này. Tại vì khi mình nộp đơn kiện là một chuyện, mà tòa họ còn chờ bên phản biện của tiếng Mỹ gọi là motion đó, là các bên gọi là bị kiện đó, defending đó, phải respond, phải trả lời phản biện là cái đơn kiện như thế này có hợp lý hay không, những điều họ nêu ra có đúng hay không, và chúng tôi đã có luật sư để mà lo vấn đề phản biện. Và tới còn vài tuần nữa thì mới hết hạn để mà chúng tôi có những cái thủ tục để phản biện lại. Và tòa sẽ coi cái phản biện chúng tôi, nếu thấy chuyện phản biện chúng tôi có lý và phải kiện cáo là nó vô lý, thì tòa sẽ dismiss, vắt cái kê đó và không có xử. Và chúng tôi chưa có xử giết gì hết. Chúng tôi đang cân bằng là để mà tranh chấp nhau coi cái vụ kiện này có hợp tình hợp lý để ra tòa hay không thôi. Và tôi với Nam Quang đã tiếp xúc luật sư và luật sư đang tiến hành thủ tục pháp lý đại diện cho chúng tôi. Và hồ sơ chúng tôi thì chúng tôi đã nói tường tình quý vị là có do bà Rose Bùi, bà là vợ của ông Tết Bùi. Ông Tết Bùi là nghị viên của thành phố Fountain Valley cách chúng tôi khoảng 10 phút, và hiện tại ông ra tranh cử chức
dân biểu tiểu bang địa hạt bóng 70 đã tranh với ông thị trưởng Tạ Đức Trí của Webster, cũng ra tranh cử trước đó, và bà Kim Biêu Hồ, nghị viên, cũng như tranh cử với cô Thu Hà, nghị viên thành phố Grand Rô, nghĩa là có 4 người Việt Nam ra tranh cử trước đó, đương đầu với 2 người Mỹ thôi. Đó là chức dân biểu tiểu bang California, và chắc chắn chúng ta sẽ tường trình về cái vấn đề này nhiều trong câu chuyện football xa cái gì lạ không anh với Ngô Kỷ trong những thời gian tới, bởi vì đây là cuộc tranh đua mình 3 ứng cử viên Cộng Hòa, 1 ứng cử viên Dân Chủ, 4 người Việt tị nạn có mặt trong cuộc đua này cho một chức vụ duy nhất. Ai là người chiến thắng, ai là người thất bại, tại sao, thưa quý vị, dân đứng ở phía nào? Đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ hỏi, và anh Ngô Kỷ sẽ tường trình cho quý vị trong chương trình, những chương trình về sau. Thì câu chuyện thời sự hôm nay cũng rất là dài cho tuần này. Mỗi lần anh Ngô Kỷ mà anh lên sóng á, thì hai anh em chúng tôi cứ làm bàn nhiều chuyện quá, cho nên thời gian đi trôi trôi rất là nhanh. Nhưng một số để cho bừa phải quý vị có thể nghe được, chúng tôi dừng lại khoảng giờ phút này, còn trên dưới 1 tiếng đồng hồ cho quý vị là cũng quá dài rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn phần nói chuyện của Ngô Kỷ. Và thưa quý vị, xin quý vị tiếp tục đặt câu hỏi với Ngô Kỷ và chúng tôi trong những vấn đề chúng ta quan tâm về bôn xa cái gì lạ không anh. Tuy nhiên có một điều quan trọng ở đây này. Ở đây là một xứ sở tự do, chúng ta có được cái tôn giáo số 1 để bày tỏ ý kiến của mình. Tuy nhiên quý vị cũng có quyền bày tỏ ý kiến quý vị. Và những người được nói trong chương trình này, được nhắc đến trong chương trình này, đúng sai, đúng nhiều, đúng ít, sai trái, sai phải gì đó, cũng có quyền nêu ý kiến của mình. Và chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả ý kiến dị biệt. Và trong trường hợp quý vị muốn cần lên đài để phản biện, anh Ngô Kỷ hồi chúng tôi cũng rất là welcome. Bởi vì đó chính là cái giá mà chúng ta vượt biên để đi tìm tự do. Tới đây mà chúng ta không được nói thì tới chỗ nào mới được nói. Mà được mình nói mà không cho người khác nói thì chừng nào người khác được nói, thì chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến quý vị. Xin cảm ơn Ngô Kỷ, cảm ơn quý vị. Anh cho tôi vài chục giây được không ạ? Dạ, mời anh, dạ Ngô Kỷ. Chương trình cả dài. Tuy nhiên, tại vì cái này liên hệ đến hồi nãy anh mention, tại sao có những nghị viên có tư tưởng thân cộng hay này nọ, như ông Dương Tài Đỗ đã tuyên bố là đổi thành phố Westminster, thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi có bằng chứng, cũng như ông Pháp Bùi, chủ tịch cộng đồng ở Nam Cali đây, và vừa là nghị viên thành phố Grand Rô, vào ngày 22 tháng 10 năm 2015 đã âm thầm đi tiếp xúc ngồi ăn tiệc với đại sứ cộng sản Phạm Quang Vinh tại Los Angeles, tại khách sạn Double Tree, mà ngay trên bàn ông ngồi với ông đại sứ cộng sản Phạm Quang Vinh là có cái lá cờ máu cộng sản, và chúng tôi đã gửi anh hình ảnh và chúng tôi sẽ gửi anh, và chúng tôi có bằng chứng. Thì tại sao là cộng đồng là dững dưng không lên tiếng, không chống đối này nọ? Chúng tôi nói dùng chữ cộng đồng là chúng tôi nói những vị lãnh đạo, lãnh tụ to mặt lớn, còn dân chúng thì chúng tôi không có để ý, tại vì dân chúng họ lo làm ăn này nọ, họ không biết nhiều về tình hình. Nhưng các những nhân vật lãnh tụ, các tổ chức đấu tranh cộng đồng, lính tráng, đảng phái, các cơ quan truyền thông là lầm thính, lầm ngơ, tại vì họ hàn, chứ nói chung là họ hàn, họ sợ hãi. Chỉ có chúng tôi không hàn, chúng tôi không sợ hãi, chúng tôi nói. Và trở lại, những điều đó họ không lên tiếng, thì ngay cả những điều này họ cũng lên tiếng. Anh cho coi thử, nếu anh đọc anh thấy cái gì. Đây là các tờ thư, những tài liệu mà chính bà Kim Biêu Hồ gửi ra 2 năm trước, khi bà với Tà Đỗ là những kẻ thù với nhau, tranh cử với nhau. Bà này, anh thấy chữ Kim Biêu Hồ không? Đấy, anh coi đây. Lấy tài liệu chính thức nha, của bà Kim Hồ gửi ra cho 50.000 gia đình. Và bà nói gì? Tài Đỗ nói chuyện đạo đức nhưng hành sự gian dâm tị lạc. Nghị viên thông dâm bị chồng nữ nhân tố cáo. Và đây là cái hình ông chồng đã tố cáo ông Tà Đỗ thông dâm đi ngộ tình với chồng vợ ông ta trước hội đồng thành phố Winter, Nga buổi họp báo nữa. Và đây là ông Tà Đỗ. Và đây những hình ảnh này là chính thức. Anh thấy đây Tà Đỗ, anh thấy ga viết rồi rờ dú rờ lờ giờ mong rờ viết rồi này nào. Và những tài liệu này là do bà Kim Hồ gửi cho quần chúng, cho cử tri. Đó, anh coi. Đây là thực tế đời sống hàng ngày của Tài Đỗ. Đó, những người tư cách đạo đức như vậy mà bây giờ vẫn làm nghị viên, vẫn muốn ra tranh cử thị trưởng, tôi hỏi anh như vậy. Đây là những bằng chứng. Và tôi chịu trách nhiệm, tại vì tôi có những cuốn phim. Ông Bình Nguyễn này đã họp báo tố cáo Tài Đỗ dâm
thông dâm với vợ ông ta, và ông cho những người thám tử đi theo để quay phim, ta đổ dẫn vợ ông vô khách sạn ở Thousand Oaks cách đây 3 tiếng hồ, có phim ông chiếu phim, và bữa nào tôi sẽ gửi anh những cuốn phim đó, anh muốn chiếu cho đồng bào tại bên công khai. Chúng tôi không tấn công cá nhân, nhưng tại vì anh hỏi những hành động như thế này mà người ta còn lơ được đạo đức như thế này, thì tôi hỏi cái chuyện đó là chuyện của cộng đồng, do đó chúng tôi chỉ đưa lại tin tức ra. Ê, anh biết sao ông Du Tử Lê, nhà thơ Du Tử Lê mất rồi đó, con câu thơ rất là hay: ở chốn nhân gian không thể hiểu, càng hiểu không ra lúc cuối đời, đâu rồi cộng đồng người Việt tị nạn và đâu rồi cử tri. Má, anh nói đi. Đó là một câu hỏi rất là căn bản đối với cử tri tại khu vực Lý Tô Sài Gòn hiện nay, tại Nam California. Má, dạng đó nó buồn lắm, do đó những, tại vì tôi cũng không muốn lên đài anh đâu, tại vì lên đài tôi phải đi nói những điều mà những cái điều không ai muốn nghe, tại những tôi muốn lên nói những điều vui mà anh nói bô xa có gì lạ không anh, thì có những điều buồn, điều vui, điều sướng, điều khổ này nọ, do đó chúng tôi phải nói, và nói như vậy nó không có sướng ích gì hết cho anh. Do đó cảm ơn anh. Tuy nhiên chúng ta nói thì phải nói thưa anh. Dạ, rất là cảm ơn em. Thì nếu ông Tài Độ cảm thấy rằng những điều mà ông ta bị oan ức là không đúng, thì chúng tôi mời ông lên lần sóng này để nói chuyện cùng với chúng ta, thưa quý vị. Đúng rồi. Và việc mà ông ta lên cũng là điều chúng tôi chờ đợi. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Ngô Kỷ, và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Nhiều gây cấn, thưa quý vị, càng ngày càng gây cấn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trân trọng chào Ngô Kỷ. Chào quý vị. Xin cảm ơn Nguyễn Xuân Nam. Kính chào quý vị. Yeah.